Ok, xin chào mọi người. Hôm nay Phú Quang sẽ giới thiệu đến mọi người con lens mới của Sony. Thì con này là 50 f/1.4 Demaster. Lens này thì dự kiến là tháng 3 nó sẽ có hàng nha. Bên này á, con bên phải của mình là con 50 1.2 Demaster để mọi người hình dung cái kích thước của nó. Đây, nhìn trên tay cái ngoại quan thì con 1.4 nó khá là nhỏ gọn ha. Cái trọng lượng thì con này chắc chắn là nó sẽ nhẹ hơn nhiều rồi đó, 50 1.4 nhẹ hơn nhiều ha. Và có thêm một cái điểm khác biệt nữa là cái con đây 50 1.4, mình xem đây, nó sẽ có một cái phần gọi là iris lock mà ở con 50 1.2 không có nha. Đây, hầu hết là tất cả đều giống nha, nó chỉ có cái iris lock là không có thôi đó. Đó, iris lock này đó, ok. Thì cái iris lock này á, thì để mọi người cho ai chưa biết á, thì nó sẽ làm mục đích á, là để nó lock giữa cái vòng này đây, lock giữa là cái khẩu auto hoặc là mình chỉnh qua là khẩu chỉnh bằng tay. Mình sẽ gạt lên iris lock này đó, lock lại thì mình không có gạt auto được. Hoặc là nếu mà trường hợp mà mình đang ở auto, đây đang ở auto này, lock lại thì mình không có gạt qua chỉnh tay được đó. Nó sẽ có một điểm khác biệt là như vậy nha. Và nó đều giống nhau là đều có chỉnh AF MF ở trên này và những cái nút là holder button để mình gắn chức năng vô. Rồi giống luôn cái phần clip này. Phần clip này là để chuyển cái vòng xoay này để cho nó êm, hoặc hay là nó kêu tạch tạch để mình có trải nghiệm chỉnh tốt hơn. Rồi còn thêm một điều khác biệt nữa là cái con khẩu 1.4 thì cái phi ống kính nó nhỏ hơn, cho nên là nó là phi 67. Còn con 1.2 thì là phi 72 nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ chụp vài tấm của hai con này để mọi người có thể cảm nhận được cái chất lượng của nó. Ok, bây giờ thì mình sẽ cắm lens 50 1.4 GM này vô cái body là 27 Mark 4 này nha, để mà mình thử cái tốc độ bắt nét, độ nét của nó như thế nào. Ok, bây giờ cái đây mình sẽ chỉnh xuống là khẩu 1.4 này. Rồi mình sẽ chụp chân dung của chú nha. Chú. Rồi, ok, chú cứ ngồi đó nha. Rồi 2 3 chụp, ok. Cái này mình sẽ thêm cái độ nét của nó này đó, lên từng cái vân da luôn nè, thấy không, dễ mang không? Vẫn là ở chỗ này luôn, mình thử mình cắm cái con khẩu 1.2 vô. Rồi, cái này lấy ra 1.2 luôn này, ok chú. Rồi, đi trang nãy nha. 2 3 chụp, ok đó, nét căng luôn, ok. Rồi tiếp theo là mình sẽ test về cái khả năng bắt nét. Đây, khả năng bắt nét con này là con 1.2 nha. Đó. Đó, siêu nhanh luôn. Bây giờ mình chuyển qua con 1.4 này. Đây. Không thua kém gì nha, nhưng mà mình vẫn có một chút cảm nhận là cái con có vẻ như con 1.2 nó nhanh hơn một chút xíu. Con 1.4 này cũng nhanh nha, chứ không có chậm đâu. Nhưng mà nếu mà theo cảm giác mà chia ly ra thì còn 1.2 nó nhanh hơn một chút xíu ha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua quay phim. Còn ở mình quay ở khẩu 1.4 luôn nha. Ok. Rồi. Đó, mình quay trên cùng một cái body luôn chứ để mọi người cùng cảm nhận. Shot này là thử trên A7 Mark 4 và 50F1.4 GM. Ok. Rồi, bây giờ chị đổi lên.
quay phim này. Ok, thì shot này thì mình sẽ thử A7 Mark 4 với lại là 50F1.2 GM. Đó, lì đó là nét đó thôi. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ thử bokeh nha. Bokeh cũng có con 50 này. Bây giờ mình sẽ thử với cái ánh đèn ở phía trên kia. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh qua IMF này, rồi xoay. Phải chỉnh lên ánh đèn đây, cái ánh đèn này nha. Bokeh ở giữa này. Rồi ok, bokeh rìa. Rồi, thay qua bằng con 1.4. Ở tôi một vị trí luôn nha. Chỉnh qua IMF này. Vẫn là cái ánh đèn này. Rồi ok, cái này ở giữa này. Rồi chuyển qua rìa. Rồi mình cùng xem thử coi. Ở con 1.2 đây, đây là một con 50 1.2 này. Siêu tròn luôn nha. Cái này mình coi chút xíu coi này đó. Cái này là siêu tròn luôn này. Rồi mình coi rìa, mình coi con rìa thử coi. Này rìa này. Rìa thì nó vẫn có hiện tượng mắt mèo nha. Đây. Rồi qua con coi con 1.4 thì xem. Con này cũng tròn luôn. Tại vì nó là cùng cái số lá cẩu. Đây, rồi mình xem nha. Cái này thì nó cũng có một chút viền tím nha, nhưng mà rất là nhẹ nha, so với những con len khác thì rất nhẹ nha, chứ không có nặng. Rồi xem đây. Cái này cũng có hiện tượng mắt mèo luôn. Bokeh rìa này. Đó, ok. Rồi. Ok, thì con 50 F1.4 này thì sẽ có giá tốt nhất cho mọi người tại Phú Quang nha. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.